để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp cũng như nhu cầu thị trường ngày càng khắt khe với chất lượng của các loại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng rau củ quả. Huyện Ngọc Lặc đã định hướng các hộ nông dân lựa chọn trồng rau theo quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn giống, nguồn nước tưới đến việc sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu đúng quy định, không gây hại cho sức khỏe con người. Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Thúy Sơn được thành lập năm 2013 với số vốn hỗ trợ ban đầu là 370 triệu đồng. Năm 2014, tổ hợp tác được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay, tổ có 9 thành viên, quy mô 1,8 hectare, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng và cung ứng rau quả các loại. Trước đây, bà con sản xuất theo phương thức truyền thống, chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như chăm sóc rau an toàn. Khi tham gia tổ sản xuất đến nay, các hộ trồng rau ở đây đều phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn các thành viên sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đất trồng và nguồn nước tưới đảm bảo không nhiễm hóa chất độc hại, sử dụng phân bón hữu cơ, dùng nước tỏi để phòng trừ sâu bệnh cho cây. Nhờ đó, các sản phẩm rau được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp được thị trường đón nhận với giá cao hơn từ 15 đến 30% so với trước đây. Thu nhập của các vườn rau cũng tăng thêm đáng kể và có đầu ra ổn định, đã góp phần trang trải chi phí và ổn định cuộc sống. Trong cái vùng rau an toàn của xã Thúy Sơn này, là cái khu vực đây là có 9 hộ tham gia đã được công nhận Việt Gáp, công nhận về cái vùng rau an toàn và dùng tất cả các loại phân vi sinh, tổng hợp phân hữu cơ, khoai mục để làm và quy trình phun cũng được rất chi là chặt chẽ. Thì bình quân một năm như thế là làm ở đây á, một sào á là cũng phải được ở tầm khoảng 70 triệu trên năm. Anh Lê Văn Lạc là người có thâm niên trồng rau và thành công trong việc trồng rau an toàn tại khu sản xuất rau an toàn xã Thúy Sơn cho biết, gia đình tôi thường xuyên trồng các loại rau trên diện tích hơn 3 sào. Thời gian gần đây chúng tôi áp dụng quy trình sản xuất rau Việt Gáp, đã tuân thủ quy trình sản xuất như xử lý đất, hạn chế tối đa dùng thuốc trừ sâu, đảm bảo thời gian cách ly, sử dụng lưới che phủ từ lúc gieo trồng và nhận thấy có hiệu quả hơn hẳn so với kiểu canh tác truyền thống trước đây. Đất ở đây trồng rau tốt, chi phí đầu tư lại không nhiều nên thu nhập ngày càng cải thiện đáng kể, giúp các hộ có diện tích yên tâm sản xuất, góp phần mang đến người tiêu dùng những sản phẩm đạt chất lượng. Thì trước đến nay, nói chung là 10 năm nay rồi. Vì làm rau của tôi là làm phân vi sinh, phân hữu cơ là ủ. Tôi bạn coi u mục với đầu là mới làm. Tôi không bao giờ bơm thuốc sâu mà tôi sẽ dùng sinh học hết. Cái vườn rau cảm thấy gia đình sử dụng được, thì chúng tôi bắt đầu mới bán ra thị trường. Có thì khẳng định với các hộ dân sản xuất rau sạch, rau an toàn và tham gia khu sản xuất rau an toàn theo định hướng của huyện sẽ có nhiều thuận lợi như được hỗ trợ hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, có thu nhập ổn định và cao hơn so với sản xuất các loại rau màu khác. Trong thời gian tới, để phát triển và mở rộng vùng rau an toàn, rau sạch, thì các hộ trồng rau cần làm tốt việc xây dựng được nguồn nguyên liệu rau sạch, an toàn thông qua sự kiểm định thường xuyên của các cơ quan chức năng. Sản phẩm đưa ra thị trường cần được đầu tư xây dựng thương hiệu, dán nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, từ đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm liên kết giữa các nông hộ, các đơn vị thu mua với các cơ quan liên quan trong việc hoạch định chính sách hỗ trợ và phát triển sản xuất, giúp các hộ trồng rau tạo được thương hiệu và ngày càng nâng cao chất lượng, uy tín sản phẩm, đồng thời là động lực để nông dân tiếp tục sản xuất nhiều loại rau an toàn, chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.